Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Cường Kê Thần. Xin lỗi anh em vì hôm qua không lên được clip bởi vì hôm qua là nhà mình bị overload. Overload ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là nhà mình đang có quá nhiều đơn bị tồn ở giao hàng tiết kiệm, gần 200 đơn tồn ở giao hàng tiết kiệm. Mà nếu anh em có theo dõi phương tiện thông tin đại chúng thì anh em sẽ biết là hiện tại là các đơn vị giao hàng đang bị vỡ trận. Và ngày hôm qua thì bọn mình phải ký hợp đồng với một đơn vị vận chuyển khác, đó là GNT, để có thể giao hàng trước Tết cho mọi người. Và đấy cũng là lý do tại sao mà hôm qua mình không lên clip thì có rất là nhiều các cái thông tin, có người bảo mình bị phá sản, có người bị này bị thế kia. Thực sự là mình cũng có gửi một cái clip short ở trên đấy rồi, và thậm chí là có những cái đơn mà gọi là COD nhá, là chia sẻ mọi người câu chuyện này trước khi mà mình đến với clip hôm nay. Là hôm qua là có những cái đơn mà tiền cốt là 250 nhưng tiền ship là 172.000, mà mình vẫn cố gắng để cho tất cả những cái đơn ấy đi. Mình sẽ để ảnh ở bên này cho anh em xem. Tức là mình đang cố gắng hết sức để khách hàng có thể nhận được hàng. Còn cái vấn đề liên quan đến tiền nong thì câu chuyện cuối năm này mình sẽ không nói đến nữa. Và ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi thôi ạ. Và bây giờ các cái đơn bị vận chuyển hiện tại là có rất là nhiều tin đồn. Ví dụ như kiểu là đình công, ví dụ như này như kia. Nhưng mà nói chung là đơn nó bị om ở kho rất là nhiều. Và để tránh cái tình trạng đấy thì bọn mình đã gửi chia nhỏ đơn ra cho tất cả các đơn vị vận chuyển khác làm, tức là cứ mỗi một cái số lượng đơn nhất định là bọn mình sẽ chia ra thành 4, và để cho 4 đơn vị vận chuyển có thể chuyển đến tay khách hàng trước khi mà Tết. Và bây giờ bọn mình sẽ không nhận COD nữa nhá. Không nhận COD nữa, bọn mình sẽ chỉ nhận chuyển khoản full 100%, và đơn sẽ là đơn gửi không đồng đến tay tất cả các bạn. Thế nên là khi mà các bạn đặt hàng, các bạn chuyển khoản, các bạn nhớ gửi ảnh cho nhân viên check Zalo bên mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mã E từ E1 đến E40, và chúng ta sẽ lên tiếp tục về áo gió. Mình sẽ để cái tiến trình này nó sẽ kéo dài đến khoảng, mình nghĩ là đến khoảng 25 âm, 26 âm là nhà mình sẽ không nhận đơn nữa. Và mình cũng sẽ không lên live từ thời điểm đó cho đến ngày mùng 6 Tết dương lịch, và âm lịch chứ. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thần khám phá mã E ngày hôm nay để quý vị và các bạn không phải chờ lâu nhé. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ lên với áo gió. Áo gió thì vẫn là 250 thôi. Và thậm chí là những đơn này nếu mà giả sử như quay đầu thì chắc chắn sẽ lỗ 100%. Đặc biệt là đối với Viettel, đối với Viettel Post. Hiện tại tiền phí dịch vụ và phí ship hàng hỏa tốc của một cái đơn Viettel hiện tại nó đã lên đến hơn 100.000 một đơn, 127.000. Thì chia sẻ với mọi người luôn để mọi người có thể thông cảm cho mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mã E1 và chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Một cái con gió màu đen của Aniquilo với độ mới trên 90 nhé. Anh em đặt hàng thì cứ tin tưởng, bên mình đang cố gắng làm hết sức có thể để đơn hàng có thể đến tay anh em rồi. Con này của chúng ta sẽ là, anh em đợi mình chút. Chúng ta sẽ có một cái đơn một cái mã đầu tiên là mã E1 với chiều cao là 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-75 nhé. Con này form bomber nên là khá là rộng. Chúng ta sẽ có một cái con Aniquilo độ mới trên 90. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hang ten. Màu này thì khá là dị này, khá là dị. Tuy nhiên rằng là độ mới con này nó rất là cao. Hôm qua cái đơn của cái chú gọi là chú Nguyễn Thế Nghĩa, cái đơn đấy ship còn lên đến tận 800.000 trong một cái đơn. Bởi vì cân nặng của cái cân nặng đấy hình như là 17 cân thì phải. Nhưng mà nhà mình đang cố gắng hết sức rồi. 6572 cân nặng 60-70, hàng của hang ten nhé. Còn mình biết là anh em vẫn đang chờ đợi mình lên clip, thế nên là mình vẫn sẽ lên thôi. Anh em đợi mình chút, tại nhiều việc quá. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo là mã 3, chúng ta sẽ đến một con áo gió thiết kế gần giống như kiểu thiết kế của Nike. Chúng ta sẽ đến với Fly Sunset, và chúng ta sẽ đến với một cái con hàng gọi là hàng của Hàn Quốc, và chúng ta sẽ có một cái con giống hệt với cả những cái con Nike mà mình đã từng lên nhé. Về cả chất gió lẫn cái màu sắc rồi thiết kế gần giống với cả Nike. Con này thì hàng của bọn FSS ấy. Tức là hàng này là hàng của bọn Hàn. Khóa túi các thứ rất ngon, và con này là hai lớp, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Mã này là mã E3.
Em nói rồi, hàng nhà em lúc nào nó cũng cháy. Sợ nhất bây giờ là không giao được hàng cho anh em, bởi vì cái đơn vị vận chuyển nó đang ngừng ấy. Thì cái đấy rất đáng sợ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Puma, với mã E4, và chúng ta sẽ đến với một con gió hai lớp của Puma. Ôi con này bomber đẹp lắm. 6572, cân nặng 60-70. Tầm này đơn hàng nó đi được ấy là cực kỳ may nhá. Cực kỳ may thì đơn hàng nó mới đi được. Nhà em thì không có đơn vị vận chuyển riêng giống như kiểu những cái đơn vị to như là Shopee Express chẳng hạn, thì họ có đơn vị vận chuyển riêng thì họ tự tác động được vào. Nhà em đang phải phụ thuộc vào một vài đơn vị vận chuyển, thế nên là cái câu chuyện liên quan đến vận chuyển em sẽ không nói đến nữa. Con này lại tiếp tục là 6572, cân nặng 60-70, hai lớp, hàng của Puma. Tem mác đầy đủ anh em nhé. Tiếp tục E4, bỏ qua Puma chúng ta sẽ đến với một con Nike ạ. Một con Nike tem xám, với mã là mã E5. 1m60, 1m65 và cân nặng là 60-65. Con này nó sẽ bị gọi là rách xước nhẹ ở cái lớp lót phía bên trong áo nhé. Còn lớp gió ngoài vẫn còn rất là ngon. Con này em sẽ để cho mọi người giá là 150.000 cho mã này. Và chuyển khoản full 100% nhé. Em bây giờ em không nhận đơn cốt nữa đâu. Đơn cốt bây giờ không ai nhận nữa. Bây giờ chỉ có chuyển khoản đơn không đồng đi thôi. Ai đặt tin tưởng đặt hàng thì đặt hàng thôi. Và em ưu tiên khách Hà Nội trước nhá. Hà Nội thì nhà em có ship, Hà Nội thì nhà em có tự có ship để đi cho tất cả mọi người, thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với cả đơn tỉnh. Đơn tỉnh thì hiện tại là ngoại trừ đường bay ra thì đường bộ hiện tại là cái kho trung chuyển nó đang bị tắc rồi. Mã này là mã E5 150, Nike E6. E6 chúng ta sẽ đến với Black ra. Black ra hai lớp nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 ạ. Anh em cứ đúng form size M mặc giúp em. Bây giờ em đang cố gắng hết sức có thể đấy ạ. Còn kinh khủng hơn là cái giai đoạn mà ngày trước luôn. Cái giai đoạn ngày trước năm ngoái em nhớ là cái thời điểm mà nó kiểu như thế này, nó phải đến ngày 24-25 chứ không phải là ngày 20 như bây giờ. Năm nay vận chuyển chán lắm. Mã này của chúng ta sẽ là mã E6, E7 ạ. E7 chúng ta sẽ đến với Cold Spring. Đây, con này là một trong số những con em bán là rất là nhiều này. Con này của chúng ta sẽ là Cold Spring, với một cái con hàng hai lớp, một lớp gió, một lớp lưới. Con này 1m60, 1m65 và cân nặng 60-65 đấy. Bây giờ thực ra là nếu mà bây giờ ngừng làm, không làm nữa, con này mới trên 90 nhá, thì anh em lại bảo là sao không cố làm nốt. Mà làm ấy thì nhiều khi là làm để giữ cái tên tuổi, giữ cái uy tín thì cố mà làm thôi. Chứ còn bây giờ bảo câu chuyện về tiền thôi, không nhắc đến nữa. Mã tiếp theo là mã 8 ạ. Nepa, hàng Italia này. E8. Nepa. Con này là một con hai lớp màu xanh nhá. Đợt đầu mùa anh em đặt hàng kiểu gọi là rất là sướng, bởi vì là đơn hàng nó đi trơn tru ấy. Cuối năm này, nhất là trên TikTok shop rồi tất cả các thứ nó bị quá tải đơn. Quá kinh khủng luôn. 6572, cân nặng 60-70. Còn có khi là có nhiều đơn là phải đến rằm mới nhận được là thật ấy. Em có những cái đơn hàng đi ra hàng tiết kiệm om trong kho gần 3 tuần rồi chưa ra cho khách. Không phải là em không gửi đơn đâu nhá, em gửi hết tất cả các đơn mà em cố gắng làm sớm nhất có thể đấy. Tiếp tục mã 9, Uban, hàng Hàn. Chúng ta sẽ đến với một thương hiệu ra đời vào năm 1993. Con này là một con bomber hai lớp nhá. 6572 và cân nặng 60-70 tiếp ạ. Cực đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Anh em nào mà thích kiểu màu đen basic như này thì chọn mã này giúp em nhé. Mã này đẹp. Mới đét luôn, mã 9. Mã 10. Mã 10 chúng ta sẽ đến với Fila. Con này một lớp rồi ạ. Đây, hàng của Fila, áo gió nhá. Tem mác phía dưới, tem của Fila đấy, QR. Bây giờ em sẽ chuyển sang đơn vị của GNT. Thì chắc là mọi người sẽ được nhận trước
ngày 28 Tết thôi. 1m60, 1m65 và cân nặng là 60-65. Còn đối với cả bên giao hàng tiết kiệm thì em đang cố gắng để thúc những cái đơn mà đã từng tạo trước đó và đã từng cho đi trước đó. Nhiều đơn cũng khổ nhé, chứ không phải là nhiều đơn là sướng đâu. 11 ạ, Puma nỉ. Con này thì tiếp tục là size S này, 60-65 là chiều cao, cân nặng là 60-65 luôn. Hàng Puma nhé, cái đường line ở tay của con Puma rất là đẹp. Đây này, tất cả đều hàng chính hãng ấy. Anh em ở Hà Nội thì anh em có thể qua tận nơi, qua tận shop để ấy nhá. Em sẽ để giá cực kỳ ưu đãi vào cuối năm này cho tất cả mọi người. Áo gió em vẫn sẽ giữ nguyên giá giống như kiểu giá trên line thôi. Anh em ở Hà Nội qua giúp em. Mã này là mã 11, 12. 12 chúng ta sẽ tiếp tục với Puma tiếp. Một con Puma tem đỏ. Đây. Hàng Puma ở trong ở ngoài đều rất ngon. Con này là một cái con form form này như kiểu form nữ nhỉ. Từ anh em đợi em tí nhá để em xem con này có phải form nữ không. Con này là form nữ anh em ạ. Puma mà logo màu hồng này chắc là form nữ rồi. Đây, ba vạch màu vàng nhá. 1m55 trở xuống và cân nặng dưới 50kg mặc dù em mã này, chính hãng đấy ạ. Tiếp tục. Độ mới của bọn này rất cao, tuy nhiên là có rất là nhiều các con là nó bị form size, kiểu form size nhỏ ấy. 13 chúng ta sẽ đến với Adidas. Gió. Con này thì mới đét này. Con này màu của nó là màu xanh và ba vạch của nó là màu xanh dương nhá. 65-72 và cân nặng là 60-70. Anh em cứ đặt hàng bình thường thôi. Còn cái vấn đề liên quan đến giao hàng thì anh em cứ kiên nhẫn chờ đợi giúp em. Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ cái uy tín của Cường Kỳ Thân. Bây giờ không lên hàng cũng bị chửi, mà lên hàng mà có nhiều đơn thì bọn em lại overload. 14 ạ, Adidas tiếp. Còn nếu mà các chú các bác không tin thì các chú các bác có thể lên TikTok hoặc là lên Facebook, cứ gõ giao hàng tiết kiệm ấy, là các chú các bác sẽ thấy. Là thời điểm hiện tại là các cái đơn vị giao hàng nó đang bị overload như thế nào. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65 nhé. Con này size nhỏ này. Một con Adidas, con này cái phần này của nó bị mờ. Cái phần logo ở đằng trước người của nó bị mờ. Con này em sẽ để 150. Tiếp đi ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Nepa. Hàng Ý, mã 15. Cái thương hiệu này thì quá nổi rồi. Và cứ lên con Nepa nào là hết con Nepa đấy. Thế nó mới dã man. 65-72 cân nặng 60-70. Này size 100, chuẩn luôn. Đẹp lắm. Bây giờ chỉ sợ nhất là giao hàng thôi, chứ còn em chả sợ cái gì cả. Hàng ngon, giá rẻ, độ mới cao. Sợ nhất bây giờ là không giao được hàng. Westwood này với mã 16. Chúng ta sẽ đến với một con gió một lớp màu trắng nhé. Đây, anh em xem con Westwood này đẹp không? Cái thương hiệu này nó cũng nổi lắm rồi đúng không? Đây, con trước, hôm trước vừa bán được một con giống kia kìa. 1m60, 1m68 nhé, một lớp. Con này để đạp xe, để chạy bộ hay là đi chơi Tết đều được. 1m60 đến 1m68 mà cân nặng là 60-65. Tiếp ạ. Mã tiếp theo là mã E17. Chúng ta sẽ đến với một cái con dòng luxury của Blue Rebel. Dòng này là dòng Dancing Westwood. Một con áo mà theo kiểu dạng mặc để đánh gôn. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. 250 cho một mã bao ship nhá. Mặc dù ship bây giờ cao. Nhưng thôi bao ship. Bao ship cho anh em chơi giống như kiểu từ đầu đến cuối luôn. Hàng nó vẫn vậy đấy ạ. Vẫn rất ngon luôn. Mã tiếp đi. Em sẽ lên dần dần đấy nhá. Anh em cứ bình tĩnh giúp em. Bây giờ em cũng đang phải rất bình tĩnh. Bây giờ mà vội là chết ấy. Mã 18 chúng ta sẽ đến với nỉ của Adidas. Con này là một con nỉ màu xám đậm này. Của Adidas. Một con nỉ có mũ nhá. 1m60 đến 1m70 và cân nặng là 60-70. Bỏ qua con này đi. Con này nó không thuộc dòng gió. Đấy, đẹp chưa?
hàng Asiad chính hãng, 250 một con, quá dã man. Có cả Mizuno rồi. Tiếp đi. Mã tiếp theo ạ, 19, chúng ta sẽ đến với một con gió một lớp của thương hiệu Giordano. Con này màu xanh dương nhá, và độ mới con này rất cao luôn. Giordano. Đây, anh em nhìn kỹ giúp em. Anh em biết tại sao mà lúc mà đang làm clip em cũng phải liếc nhìn điện thoại không? Bởi vì các bạn nhân viên của em bây giờ đang cũng đang phải chạy từng đơn vị vận chuyển một, em phải check tất cả mọi thứ luôn. 6572 cân nặng 60-70, hàng một lớp của Giordano, mới trên 95 nhé. Con này thì mới LED luôn. Tiếp tục. Mã tiếp theo là MyLED với mã 20. Một con gió có cả lớp giữ nhiệt của MyLED, 250 cho một mã. Mai em sẽ cho GNT chạy hết tất cả những cái đơn này. Con này bị kẹt khóa rồi, bỏ qua đi ạ. Tiếp. Mã 21, chúng ta sẽ đến với Koro Kodai, một cái thương hiệu được mệnh danh là cá sấu, cái được mệnh danh là Lacoste của Hàn Quốc. Hàn Lacoste của châu Á, không phải Hàn Quốc nhé. 6572 cân nặng 60-70. Con này thì mới 98% đây này. Riêng màu đỏ này thì nó khó nhìn, tức là nó khó nhìn theo cái kiểu bị cũ ấy. Bởi vì là thực ra là những cái con màu đỏ này, những cái người mặc những cái con màu đỏ này thường thường là họ sẽ có rất nhiều áo, có rất là nhiều áo gió, thế nên áo gió mà màu đỏ ấy, đa phần ở trong kiện rất mới luôn. 22, chúng ta sẽ đến với Mizuno này, một lớp, một cái thương hiệu rất nổi trong việc làm đồ gốp và giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Con này thì mặc thay áo chống nắng được luôn nhé. Cái chất vải của nó cực kỳ mát luôn, vải thể thao co giãn nhẹ của Mizuno nhá. 6572 cân nặng 60-70 mặc giúp em nhá. Cái điểm nhấn duy nhất mà nhìn con này nó kiểu hàng hiệu ấy, là nó chỉ có một cái logo rất là nhỏ của Mizuno ở đây thôi, hàng Nhật Bản ạ. Tiếp đi. 23, chúng ta sẽ đến với MyLED với gió một lớp, size 110. Em cố nốt để trả hết cho khách thôi, chứ còn giai đoạn này là cái giai đoạn mà nhà em làm việc để giữ uy tín thôi, chứ còn không có tiền bạc gì ở đây cả. 6572 cân nặng 60-70. Hôm qua đi 7 đơn Viettel là bao tiền nhỉ? Gần triệu bạc tiền ship, mà free ship cho mọi người. 24 ạ, chúng ta sẽ đến với Custom Low Gray. Đây là một dòng cốt tông theo kiểu cốt tông mát, mà dạng của nó là dạng vải, vải gọi là vải gió nhăn ấy. Đây này, nó sẽ kiểu hạt nhé. Cái chất liệu này cực kỳ cao cấp luôn, nhất là trên áo gió, ít khi có lắm. 6572 cân nặng 60-70. Mà bao nhiêu đọc giúp anh. 24 ạ. Anh em chốt nhớ gửi cả bill giúp em nhé. Bởi vì là tất cả những đơn này bọn em sẽ cho đi là đi đơn không đồng đấy, không thể cho đi đơn cốt được nữa đâu. Đây, khóa bọn này in logo nhé. Và khóa này là khóa thiếc nhé. Nhớ kỹ giúp em, áo cực kỳ xịn luôn. Các bạn hay dán form size ở đây này. Ngày xưa thì lúc cái mi nó lên ấy thì em cho đo hết từ đầu đến cuối, nhưng bây giờ khi mà em lên này em chỉ ướm một người thôi. 6572 cân nặng 60-70 với mã E25. E25 chúng ta sẽ đến với Fila. Đây, Italia dòng gốp ấy. Con này hai lớp màu vàng nhé. Và con này của nữ. Em nói luôn này, không có chuyện tay nam mà lại lè xòe như vậy đâu. Con này của chị em nữ nhá. Dưới 1m55 và dưới 50 cân mặc giúp em ăn này. Nó ngon đến mức nào. Và tại sao nó lại nữ? Đến cả cái khóa của nó là khóa hình Fila, được mạ rất là đẹp ở đây, và nó còn hình trái tim này, thì con này chắc chắn của nữ. Nam không thể mặc được mấy cái mã này đâu. Em sẽ cố gắng lên thêm một cái phao nữa, một clip phao duy nhất nữa thôi. Đây này, ở đằng sau của con này thì nó hơi bẩn đi nhá. Con này 100 với mã 25, 26. Anh em về giặt qua là hết mà. 26 chúng ta sẽ đến với một cái con rất là đẹp của thương hiệu Slanker, với logo hình chú báo. Con này thì mặc đúng chất kiểu lịch sự ấy.
cổ form cổ bẻ. Form này các chú già rất là thích này. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Hàng của Slanger Hàn Quốc nhá. Nhìn kỹ giúp em. Đẹp lắm. Đấy, mấy con này thì siêu mới luôn. Tiếp đi. Lên thật là nhanh này. 27 The Best Zin với một con gió hai lớp. Con này thì nó không phải lớp lưới ở trong đâu, nó là một cái lớp kiểu gió ở trong, xong có thêm một lớp gió bên ngoài nữa. Nó là hai lớp gió kiểu gọi là chập vào với nhau ấy. Hàng Hàn nhá, hàng của The Best này thì luôn luôn là hàng Hàn Quốc rồi. Mấy con này trong kiện Hàn. 6572 cân nặng 60-70 ạ. Đây, form gió đây, con này màu đen. Con này các chú các bác già mặc thoải mái giúp em. Hàng nhà em thì thực ra là không còn nhiều đâu, nhưng mà đợt này em lên clip là em lên cố, em cố lên. Không phải là giống như mọi người là cố lên để cho một cái Tết bánh chưng có thịt, mà cố lên chỉ bởi vì đơn giản là cố để cho những người mà vẫn còn đang chờ đợi clip của em lên có cái mà xem mà săn. 28 mà chúng ta sẽ đến với một con gió cực ấm luôn. Con này của thương hiệu John Scopker, hàng Nhật Bản. Con này nó lớp lót trần bông nó cực dày nhá. Em đây em đi. Mà độ mới nó rất là cao. Con này thì mặc thay áo phao được luôn đấy. Nó dày lắm. Mã này của chúng ta sẽ là 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75. Form thay phao rồi nhá. Và cái chất của nó cũng thay phao được, cực ấm luôn. Một con gió cực mới và cực ấm của John Scopker. Đó, anh em cứ nhìn kỹ giúp em. 250 là còn bao ship trong cái thời điểm mà ship nó còn cao hơn cả tiền hàng nha. Em dám chơi cả bao ship luôn cho mọi người. Dạo gần đây là một cái giai đoạn cực kỳ căng thẳng đối với shop em. 28 ạ, 29. 29 chúng ta sẽ đến với Zara nhé. Cái màu này thì em nghĩ là nam nữ mặc được hết này. Đây, nó made in Myanmar. Và chúng ta sẽ có một em Zara theo kiểu form unisex. Anh em mua về cho chị em hoặc anh em mặc cũng được. Bởi vì form này là form nam nữ mặc được hết. Khi mà tay của nó và vai của nó rất là rộng. 1m60 đến 1m65 hoặc là nhỏ hơn. Và cân nặng là dưới 65kg. Nam nữ mặc được hết nhé. Gió này là gió kiểu mặc phi giới tính. Thế nên là anh em nào giới tính nào mặc được hết. Cái màu của nó là màu hồng nhạt nhé. Đây là em chia sẻ thật với mọi người về tất cả những thứ liên quan đến hàng hóa luôn. 29 ạ. 30. 30 chúng ta sẽ đến với Nike. Và chúng ta sẽ đến với một con Nike size S gió Dry Fit này. Tem của Nike này. Đây, tem nhỏ, hàng Nhật Bản này. Đấy, anh em nhìn kỹ giúp em này, tem Nhật của nó đây. Con này size S nhá. Dưới 1m65 và dưới 63kg. Em mặc con nào cũng được, form người em nó rất là gầy. Em chia sẻ với mọi người là em mặc nó rất là dễ. Tuy nhiên là những cái con này thì anh em cứ đúng form size mà em tư vấn mặc giúp em nhé. Lên dần đấy. Tiếp ạ. Cứ từ từ mà làm, không đâu mà vội cả. 31 chúng ta sẽ đến với The North Face. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một em The North Face size S tiếp. Bọn này rất nhiều tem nhé. Đây là một con gió một lớp của The North Face. QR mã vạch đầy đủ của The North. Gió một lớp ạ. Con này để mặc thay áo chống nắng thoải mái luôn. Chúng ta sẽ có một em The North Face với anh em đợi tí nhé, cái đồng hồ em nó hơi to. The North Face với một cái form size rất là nhỏ. Dưới 1m65 và dưới 63kg. Đây, hàng của The North chính hãng một lớp. Con này mua mới chắc phải hơn 200 đô một con ấy. Đấy là rẻ nhất rồi. Bây giờ thậm chí có nhiều shop online họ còn không dám nhận đơn. Không dám lên live luôn. Hôm qua em cũng bảo với nhân viên em hay là thôi hôm nay nghỉ. Nhưng mà nếu mà anh em đã thích chiến thì em sẽ chiến đến cùng luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một em rất là đẹp nhé. Con này của Decente này. Đấy, anh em nhìn gió này. Mã này của chúng ta là mã 32 ạ. Một con Decente size. Con này size của nó sẽ là size L. 6875 cân nặng 6575. Con này bị bẩn một chút ở tay. Em sẽ để 2 lít cho con này. Không ảnh hưởng gì cả đến áo luôn. Mà thậm chí là giặt vài lần là sạch.
Đấy, điện thoại liên tục luôn. Anh em đợi đi. Ok, chúng ta đi tiếp nào. Chúng ta sẽ đến với một con Dicente. Mã này là mã 3 mấy rồi? 33. Chúng ta sẽ đến với Dicente. Con này thì nó là dạng phao rồi. Em sẽ để luôn 250 cho anh em nào mà thích mấy con phao kiểu nhẹ nhàng của Dicente kiểu như này. Thực ra là con này là phao mỏng ấy, thế nên là 250. Tầm này giá nào cũng bán. 1m65 trở xuống là chiều cao, còn cân nặng là dưới 65kg. Mặc giúp em nhé, một con phao của Dicente. Ôi, con này mới đấy, 250 rẻ nhỉ. 250 không mua được nổi cái bộ cúc của bọn Dicente luôn. 34 ạ, chúng ta sẽ đến với Tuesday Island. Con này hàng Nhật. Cái dạng vải của nó là dạng vải giống vải kaki anh ạ. Ba mấy không? 34. 34 anh em nhá. Con này cái điểm ngon của nó là tất cả các cái khóa của nó này. Anh em nhìn này, khóa da thật này. Đó. Con này dạng kiểu kaki ấy, áo kaki kiểu kiểu vậy. Đẹp lắm. Này, từ những cái khóa khiết các thứ của nó nhá. Đây, cho anh em xem luôn. Cái khóa này bằng kim loại ấy, xịn cực luôn. 6572, cân nặng 60-70. Ba mấy rồi, tiếp đi. 35. 35 chúng ta sẽ đến với Fila một lớp gió. Dưới 1m65 và dưới 65kg. Con này size S. Vải nó là vải co giãn nhưng mà mặc vào bây giờ tự nhiên em mặc hai cái áo ở trong tự nhiên người thành ra đồ. Đồ dã man là thôi, cởi ra. Nhưng con này mới anh em ạ. Đây, anh em nhìn quả tem, chính hãng đẹp. 35, 36. 36 chúng ta sẽ đến với Airwax. Màu rất đẹp nhá. Màu này dị nhá. Màu này như là màu dằn di sáng ấy. Đây này, đẹp chưa? 1m60 đến 1m68, mà cân nặng là 60-65 đấy. Khoảng size đấy mặc giúp em. Đẹp. Em nói thật với anh em luôn, con này nhấn mạnh đẹp, anh em cứ chốt giúp em đi. Thậm chí là kể cả là sau Tết nhận mấy con này cũng sướng luôn ấy. Bởi vì là nó thực sự là nó rất đẹp so với mức giá. Black da với mã 37 này. Một con gió cơ bản của Black da. Con này cũng mới từ cái khóa luôn. Tí nữa em sẽ có một vài các con khoác bò nhé, anh em săn giúp em. Bởi vì kiểu gì thì kiểu sau Tết khoảng 2-3 tháng vẫn mặc bọn này bình thường được luôn. Đây, 6572, cân nặng 60-70 này, hàng của Black da. Mới lắm. Con này em nghĩ là nó phải 95%. Nào, để em xem có lỗi không. Mà áo này là em tự lọc mà làm sao có lỗi được. Mũ tháo ra được nha, con này mới lắm. Tiếp. 38 em sẽ đến với một cái con ở trong lẫn trong kiện Hồng Kông này, hàng USA luôn mà. Collection. Con này vải phía bên ngoài của nó là vải kaki nhá. Lẫn trong kiện. 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-70. Độ mới thì thôi, khỏi phải bàn nhá. Và độ đẹp thì anh em cứ nhìn kỹ cho em, khóa kiếc. Tay. Ngon lành luôn. Đó. Toàn mã xịn. Mã này của chúng ta là mã 38, 39. E39. Adidas. Adidas màu đỏ đen. Đây. Anh em nhìn giúp em. Size S nha. 1m65 trở xuống. Và cân nặng dưới 63kg này. Con này size S. Mấy anh như anh Duẩn là mặc ok này. Mấy con Asian này. Thực ra cái áo len ở phía bên trong của em nó rất là dày anh em. Thế mặc vào nó bị khó. Hồi em không kéo khóa nữa. Kéo khóa có khi hỏng khóa. Anh em cứ đúng form size mặc giúp em nha. Em cao 1m73, nặng 64kg rồi. Và riêng mặc con áo này vào chắc phải nặng đến 65kg. Thế nên là mặc không vừa được. 40 chúng ta sẽ đến với một con màu rất là đẹp. Tất cả con này đều là dạ hết nhé. Con này thì dành cho ai mà thực sự rất là chơi thôi. Đây là một con Van City với form size 1m68, 1m75. Và cân nặng là 65-75. Ui, ở trong này chúng ta còn cái gì đây? Nhìn này. Đây, hàng ở trong kiện ra này. Có nhẫn bằng bạch kim luôn. À, tự nhiên nhẫn đéo.
Anh em có thích cái nhẫn này không này, em gửi tặng luôn với cả con áo này. Áo mới lắm, mã 40, 41. 41 chúng ta sẽ đến với CC Nhật Bản. Nhờ con này thương hiệu là của Nhật đấy nhá. Còn con này thì nó là một con khoác bò mà made in con này made in China. Nhưng mà chất bò rất ngon và với giá 250 thì vô địch thiên hạ về mức giá. Em sẽ cố gắng là trước hai ngày 28 Tết là anh em sẽ phải nhận được tất cả các đơn. Còn sau 28 Tết thì thực ra là quá lâu để cho mọi người có thể chờ được hàng ấy. Nhưng mà vận chuyển bây giờ em không thể tác động được cái gì. Form mơ đẹp chưa? 6572 cân nặng 60-70, chất bò cực ngon luôn nhá. 250. Con nào trắng hay biệm nào? Rách được. Má này của chúng ta là má 41 ấy. Em sẽ tặng luôn con này, đưa con New Balance đúng không? Đó. Rách, à. Ôi nhau con này xước hơi nhiều anh ạ. Thôi không tặng đâu. Xương nhiều này tặng mà không được. 42 ạ. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Authentic. Một con bò dày. Con này đẹp lắm anh em. 6572 cân nặng 60-70. Hàng của thương hiệu Authentic. Nhưng mà tên thương hiệu này buồn cười nhỉ. Sợ người ta không biết là mình là hàng Âu hay sao ấy. Phải đặt tên thương hiệu như thế. Tí nữa có con áo bò nào thương hiệu Replico thì em sẽ cho mọi người xem. Mã này của chúng ta sẽ là mã E42 nhé. Anh em nhớ là chuyển khoản full 100% nhé. Em sẽ cho đơn đi sớm nhất có thể. 43 chúng ta sẽ đến với hàng Nhật tiếp. Zaza. Khoác bò tiếp ạ. 250 cho một mã đẹp dã man luôn. Đây. 6572 cân nặng 60-70. Bọn này là cúc cài. Thế nên là không có test khóa test khiếc gì cả anh em ạ. Nhìn là chốt được rồi. Tem mác đầy đủ nhá này. Tem dưới nó đây. Mã này là 43, không có lỗi gì đâu. 44. 44 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Icon Medium. Con này thì hình đằng sau nó đẹp. 1m60 đến 1m70 và cân nặng là 60 đến 70 vậy. Nhìn giúp em cái hình đằng sau này. Những con nào không có hình thì em không sâu, nhưng mà những cái con có hình đằng sau đẹp như thế này thì em sẽ phải sâu. Hết chưa? Ok, và mã 47 ngày hôm nay sẽ là mã E44. Ơ tưởng 47. E44 sẽ là mã cuối cùng nhá. Anh em vui lòng đặt hàng sớm để sáng mai em cho đơn đi luôn thì nó sẽ đến tay anh em trước Tết. Ok, cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Mình là Cường Kế Thần.